Dương Mịch và những lần đốn tim fan với váy áo lộng lẫy trên thảm đỏ. Thưa quý vị và các bạn, bỏ qua những ồn ào, Dương Mịch vẫn là mỹ nhân hoa ngữ sở hữu gu thời trang sang trọng đẳng cấp. Là một trong những tiểu hoa đán đình đám của showbiz hoa ngữ, nhất cử nhất động của Dương Mịch luôn thu hút nhiều sự quan tâm. Bên cạnh đó, người đẹp cũng là một trong những sao showbiz thường xuyên lọt top mặc đẹp với hàng loạt những món đồ hàng hiệu, váy áo đắt giá, nhất là khi xuất hiện trên thảm đỏ. Bỏ qua những thị phi, nữ diễn viên phủ dao vẫn là mỹ nhân hoa ngữ sở hữu gu thời trang sang trọng đẳng cấp. Trong đêm hội xuân vãn của đài truyền hình Bắc Kinh vào những ngày đầu năm mới, Dương Mịch khiến cư dân mạng phấn khích khi diện một mẫu váy dạ hội được đính kết tỉ mỉ. Được biết, mẫu váy này được thiết kế riêng cho nữ diễn viên, nhờ vóc dáng chuẩn, Dương Mịch không bị bộ váy khó chiều này làm khó mà còn khoe trọn đường cong của mình. Với mẫu váy hoa có đuôi dài, Dương Mịch xuất hiện nổi bật và thu hút nhiều sự chú ý tại một sự kiện cách đây hơn một năm. Không làm tóc cầu kỳ, nữ diễn viên còn chọn phụ kiện để tạo điểm nhấn cho mái tóc đen óng mượt của mình. Dương Mịch nổi bật với đầm ánh kim thiết kế lạ mắt, sở hữu vòng eo thon gọn và nhỏ nhắn, Dương Mịch chặt chém dàn mỹ nhân thảm đỏ của sự kiện với mẫu váy cùng phong cách trang điểm quyến rũ. Dương Mịch gây ấn tượng với thiết kế trắng đen nhưng lại toát lên nét đẹp kiêu sa quyến rũ. Trong một lễ hội từ thiện là sự kiện được giới giải trí hoa ngữ chờ đợi nhất năm, chọn đầm dạ hội tông quarter ngọt ngào, Dương Mịch hóa công chúa trên thảm đỏ với vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng. Dương Mịch diện váy áo mỏng tang khoe vòng một gợi cảm bất chấp thời tiết lạnh lẽo của mùa đông Thượng Hải, sở hữu đôi chân thon đáng ghen tị, nữ diễn viên chọn xăm đan nổi bật để phù hợp với tổng thể trang phục. Trong sự kiện đêm Weibo, Dương Mịch tiếp tục được bình chọn là nữ hoàng thảm đỏ khi diện đầm dạ hội phá cách với tông trắng đen chủ đạo cùng kiểu tóc bới cao. Dương Mịch chứng minh gu thời trang đẳng cấp và nhan sắc xinh đẹp của mình khi diện váy dạ hội trễ vai ôm sát. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.